Bộ phim 7 ngày đặc biệt, tập 16. Nakajima, uống đi. Cha. Nào, đi. Nakajima, chúng ta uống rượu đi. Không, không uống nữa. Đi tìm gái. Gái ở đâu? Gái của tôi. Các anh. Uống đi. Cô bé ơi. Cô bé. Anh đến đây. Có kẻ địch. Có kẻ địch. Người đâu? Có kẻ địch, mau. Khốn kiếp, hai anh mau đuổi theo. Tiểu Mẫn. Cha, mau thả con ra đi. Con là con gái của cha. Sao cha có thể bỏ mặc con chứ? Đi. Bên kia. Mau. Ở bên này. Đuổi theo. Làm con hết hồn. Tiểu Mẫn, đừng tùy hứng, mau đứng lên. Cha đoán hầm mỏ này nhất định có lối ra khác. Cha, cha bế con với. Lớn tướng thế này rồi, không bế nổi. Cha không bế con không đứng lên. Để bọn giặc bắt luôn đi. Cha xin con đấy, đã lúc nào rồi, không được tùy hứng. Dưới mông con có rắn. Đi mau, đi. Nakajima, hình như chúng không chạy bằng lối này. Khốn kiếp, tôi đoán thì không thể sai được. Mau đuổi theo.
cha, đây chẳng phải là chỗ vừa nãy sao? Không rồi, chúng ta lại vòng về. Mau chạy đi. Mau khiêng đi. Tôi nói không sai chứ, chắc hẳn bọn chúng ở chỗ này. Mau mau mau, đuổi theo. Hình như rất yên tĩnh, chắc không có chuyện gì đâu. Không được sơ suất, mau lên. Trưởng ban Thẩm này đến giờ vẫn chưa quay lại, liệu có phải bị bọn giặc giết rồi không? Anh câm miệng lại. Cô nói xem tại sao tên họ Thẩm này lại liều mạng như vậy? Nếu vì thăng quan phát tài, hình như không đến lượt cậu ta. Nếu vì phụ nữ thì không đến nổi. Nếu anh hiểu được đạo lý này thì đã không làm hán gian. Đúng rồi, tôi thấy cậu ta luôn bảo vệ cô. Hai người liếc mắt đưa tình với nhau, cũng rất xứng đôi. Anh còn nói linh tinh, cẩn thận tôi đánh anh đấy. Cha, hết đường rồi. Tránh ra. Tiểu Mẫn, cha xin lỗi, cha không bảo vệ được con, phụ sự nhờ vả của cha con. Cha chính là cha của con. Tiểu Mẫn chỉ cần ở bên cạnh cha, dù chết cũng không sợ. Có câu này của con, cha chết cũng đáng. Đừng để chúng chạy mất. Giết chúng. Cha, ở đây có cái lỗ. Đuổi theo. Đi mau, dân. Đuổi theo. Đi. Đuổi theo. Chắc chắn chiếc xe này thông ra bên ngoài. Nào, lên xe. Cha ơi, ngồi cẩn thận, cúi xuống đừng để lộ đâu. Cha ơi, khốn kiếp, hai anh đuổi theo, mau đuổi theo. Đuổi theo đi, tôi yểm hộ.
Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi! Cha ơi! Cô bé đến nơi rồi, xuống xe thôi. Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Thả tôi ra! Đồ già, thả tôi ra! Cũng may chúng ta đến kịp. Chắc là Thẩm Anh Kiệt vẫn còn ở trong. Tìm cho tôi. Rõ! Tham mưu Lý, bộ đội đã phong tỏa tất cả con đường đến Tô Thành, đang kiểm tra những khu vực khả nghi, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích bọn giặc. Kỳ lạ, sau khi có được đế toại xương, chắc chắn bọn giặc sẽ rút ngay về Tô Thành, không thể gây thêm rắc rối. Ở lại Hồ Sơn làm gì? Tôi nghĩ liệu có thể nhờ các đồng chí của đảng bí mật Tô Thành, nhờ bọn họ thăm dò nội tình của kẻ địch không? Lão Quan và Tiểu Văn đã hy sinh. Chúng ta và tổ chức đảng bí mật Tô Thành đã mất liên lạc hoàn toàn. Mẹ nó chứ, Thẩm Anh Kiệt phản bội theo giặc, khiến Hồ Sơn loạn hết cả lên. Đứng lại! Làm gì đấy? Đặc phái viên Phạm dám muốn gặp trưởng quan của các anh. Báo cáo, có người muốn gặp thủ trưởng. Đặc phái viên Phạm dám ở Tô Thành của bộ tư lệnh trưởng quan chiến khu 3. Lai lịch không nhỏ nhỉ. Đặc phái viên gì chứ? Tôi nghĩ là đặc vụ thì có. Toàn gây rắc rối cho chúng ta. Anh ta muốn làm gì? Báo cáo lãnh đạo. Tối qua anh ta đến gặp bí thư quan, mang theo một công văn, đòi đưa đến tòa xương đi. Bí thư quan kiên quyết không nghe. Cho anh ta vào. Rõ. Nghe nói bí thư quan của các anh đã chết, vậy hôm nay ai phụ trách chỗ này? Đây là tham mưu Lý cho bộ tư lệnh chúng tôi phải tới. Anh có gì cứ nói với anh ấy. Tham mưu Lý, ngồi đi. Tham mưu Lý, tôi là Phạm Giám, nhận lệnh của tư lệnh Cố Chúc Đồng chiến khu 3 đến Hồ Sơn bắt tên Hán Giang đối toại xương. Xin các anh hãy giao anh ta cho tôi. Anh nói nhầm rồi. Xử lý Hán Giang ai cũng có trách nhiệm, tại sao chúng tôi phải giao cho anh chứ? Đế Toại Xương không phải là Hán Giang bình thường. Anh ta là yếu phạm của U Ngụy, không thể để các anh tùy tiện xử lý được. Xử lý thế nào? Phải chờ tư lệnh hoàng đích thân thẩm vấn xong mới quyết định. Anh không cần nhọc lòng đâu. Được, tôi có thể chờ quyết định của tư lệnh hoàng. Nhưng bây giờ có thể cho tôi gặp Đế Toại Xương hay không, để tiện báo cáo với tư lệnh Cố? Tôi nghĩ là không cần đâu.
Theo tôi được biết, Đế Toại Xương đã bị các anh bắn chết, đúng không? Nói hưu nói vượng. Nếu chưa chết thì tại sao không cho tôi gặp anh ta? Vậy chúng ta nói thẳng đi, Đế Toại Xương ngấm ngầm cấu kết với các anh từ lâu, đồng thời có nội tình đen tối phải che giấu. Anh ngậm máu phun người, tôi cảnh cáo anh, loại phạm nhân quan trọng như Đế Toại Xương, nếu các anh dám âm thầm xử lý anh ta thì tức là các anh có tật giật mình, giết người diệt khẩu. Thế nên các anh sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả. Anh còn cắn ngược lại à? Người đâu? Đuổi ra ngoài cho tôi. Rõ. Họ Lý kia, tôi sẽ tố cáo anh với trưởng quan cố. Tùy anh. Đặc phái viên, sao rồi? Lũ nhà quê này cũng hống hách quá, bọn họ dám coi thường anh à? Càng hống hách thì càng có thể nhìn ra sơ hở, cho thấy bọn họ chột dạ. Tôi đoán Đế Toại Xương đã không còn trong tay bọn họ rồi. Vậy anh ta ở đâu? Lẽ nào bị người Nhật bắt đi rồi? Bị người Nhật bắt đi, Đế Toại Xương chết chẳng phải càng tốt hơn sao? Chết là hết, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, có thể về được rồi. Không 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 không, chưa xác định được kết quả thì chúng ta không được đi. Đúng đúng đúng, lãnh đạo suy nghĩ rất chu đáo, dẫn chúng tôi tiến về phía trước. Đừng nhiều lời, mau lặng lẽ gọi chim cút tới cho tôi. Đi, dân sự. Tham mưu Lý, tên kia đến là có ý đồ. Tôi nghĩ liệu có phải hắn ngửi được mùi gì không? Đúng vậy, áp lực của chúng ta quá lớn. Nếu không cướp được Đế Toại Xương về thì hậu quả không thể tưởng tượng. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Rốt cuộc Đế Toại Xương ở đâu nhỉ? Ngồi im. Anh định làm gì? Tôi đói, muốn kiếm cái gì ăn. Ở đây thì có gì ăn, nhịn đi. Không nhịn được. Bình thường vào lúc này tôi đã ăn bữa trưa xong lâu rồi. Nhưng công việc của tôi thì bữa trưa khá đơn giản, phải thanh đạm, cũng chỉ có bốn mặn một canh, có tôm nõn xào, thịt lợn xé ngư hương, cá tử hương, còn câm miệng. Bên ngoài bao nhiêu giặc chờ giết anh kìa, anh vẫn muốn ăn à? Tại tôi biết nhiều quá, trong bụng che giấu bí mật động trời. Cô Dương, cô phải rút kinh nghiệm. Tôi nói cho cô biết một triết lý nhân sinh, tuyệt đối đừng sinh lòng tò mò. Tò mò quá sẽ hại chết người. Nếu cô biết quá nhiều bí mật thì sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt người ta. Ăn không ngon, ngủ không yên, không chừng sẽ bị hại một cách vô cớ, lúc nào cũng không biết. Ai bảo anh là hán gian? Nếu anh không làm chuyện trái với lương tâm thì sao phải nơm nớp lo sợ như vậy? Làm gì hả? Muốn đi tè? Nhịn đi. Không nhịn được. Vừa nãy ăn phải nhịn, bây giờ đi tè cũng phải nhịn. Sao có thể nhịn nổi chứ? Anh làm gì đấy? Sang bên kia. Được được được, không được quấy rối tôi. Tôi quấy rối anh? Nằm mơ à? Ranh con miệng còn hơi sữa, còn định trông chừng mình. Mình là chủ nhiệm thư ký cơ mà. Bên kia. Đế Toại Xương. Đế Toại Xương. Đi.
Chúng ta vào trong tìm. Ở đây nhiều hang quá, không thể tìm từng cái một được. Được. Tên hán gian chó chết này lại gài bẫy mình. Đế Toại Xương, đứng lại. Đế Toại Xương, Dương Quánh bên kia. Nô gia, lục soát vòng ngoài không phát hiện đồng bọn của Thẩm Anh Kiệt. Hắn trốn trong hầm mỏ của mình, chắc chắn không thể thoát được. Tất cả vào hầm mỏ, phải giết bằng được Thẩm Anh Kiệt. Anh đi bên kia. Rõ. Thank you.
Bên kia. Có ma. Bên kia. Chắc chắn là anh ấy dụ bọn giặc đi. Đế Toại Sư, anh canh chừng ở đây. Rõ.
Thẩm Anh Kiệt lẻn vào kiểu gì vậy? Tôi không biết. Cậu đã uống rượu? Tôi khốn kiếp. Dân, dân, mày định bỏ trốn? Thẩm Anh Kiệt ở đâu? Nói mau. Khốn kiếp, có nói không? Không nói tao bắn mày. Mày không nói thì phải chết. Trưởng ban Thẩm ở đâu? Thả nó ra, tôi phải trả thù cho Y Quay. Nô gia, anh hãy lý trí chút đi. Cho dù anh giết nó thì sao chứ? Con bé này là mồi nhử duy nhất của chúng ta, chỉ có lợi dụng nó chúng ta mới có thể dụ được Thẩm Anh Kiệt. Nô gia, anh phải nhớ, giết Đế Toại Xương là nhiệm vụ của chúng ta. Thẩm Anh Kiệt chỉ là chướng ngại vật cản đường chúng ta. Giết chết Đế Toại Xương mới là mục đích của chúng ta. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng phải giết Thẩm Anh Kiệt trước đã. Loại bỏ chướng ngại mới có thể giết được Đế Toại Xương. Tôi biết anh vẫn canh cánh trong lòng cái chết của Iwai Hideo, nhưng anh không thể được vì anh ta mà mù quáng. Bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của anh, ảnh hưởng đến cả hành động của chúng ta. Hành động thế nào tôi tự có quyết định. Tôi không cần một người phụ nữ khua tay múa chân. Tôi hy vọng anh đừng quên lời hứa với trung tá Emura. Nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ thì anh biết hậu quả là gì đấy. Đế Toại Xương bắt được mày, tao phải tự tay băm dầm mày. Đi. Trưởng ban Thẩm, Đế Toại Xương vẫn ở bên trong. Đi. Dương Quánh, các cô đến đây kiểu gì? Đế Toại Xương phát hiện ra một cửa hang, chúng tôi qua từ chỗ đó. Mau đi thôi. Đi. Từ từ thôi. Cho anh trốn, cho anh trốn. Dương Quánh, cô bình tĩnh chút được không? Trưởng ban Thẩm, tôi xin lỗi, tôi không trông chừng được anh ta. Không trông chừng được là bình thường. Tên này trơn còn hơn trạch, lần sau sẽ có kinh nghiệm. Anh... sao anh không mắng tôi? Tại sao tôi phải mắng cô? Rắn, rắn, rắn độc. Bọn giặc, bọn giặc, bọn giặc, bọn giặc. Mau tỉnh đi, anh an toàn rồi. Trưởng ban Thẩm, cậu lại cứu tôi.
Tôi xin anh đấy. Anh trốn cái gì chứ? Anh còn chơi mình chết chưa đủ nhanh sao? Tôi tưởng chỉ có vài tên có thể trốn ra ngoài được. Bọn giặc chỉ có mấy tên, nhưng tất cả đều là cao thủ hàng đầu. Loại người như anh chết cũng không biết mình chết thế nào. Nhưng tôi muốn đi tìm đặc phái viên Phạm, muốn đến Trùng Khánh. Tôi đã làm bao nhiêu việc cho bí mật của đảng quốc. Tôi là công thần. Anh từ bỏ hy vọng này đi. Công thần cái chó gì chứ? Anh là một tên hán gian. Nào, tôi nói với anh, nếu anh đã không chịu ngoan ngoãn ở yên đây, ông đây cũng không khách sáo nữa đâu. Đau, đau. Anh không biết đau à? Anh nhìn cho rõ, nóc hang này có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Tất cả đều dựa vào mấy cây cột chống đỡ. Nếu anh dám động đậy thì sẽ bị đè chết. Thế nào, tôi nói không sai chứ? Không sai. Tôi không dám. Trưởng ban Thẩm, Tiểu Mẫn Nhân ở trong tay bọn giặc. Bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Tôi phải quay lại cứu con bé ra. Dương Quánh, đây là chìa khóa cổng. Giấu nó sau tảng đá đối tượng xương vừa ngồi. Nhớ kỹ lời tôi, nếu tôi không trở về, cô nhất định phải nghĩ cách đưa anh ta về, giao cho tham mưu Lý. Tôi hiểu. Lục soát. Thẩm Anh Kiệt. Thẩm Anh Kiệt, tao biết mày đang ở đây. Hôm nay chúng ta hãy chấm dứt đi. Ra đây đi. Hãy nhìn con gái mày. Thẩm Anh Kiệt, mày nhìn cho kỹ đây. Chỉ cần ngón tay của Yoshino khẽ động đậy là lưỡi dao sắc bén sẽ cắt đứt dây thừng. Con gái mày sẽ lập tức thịt nát xương tan. Tao cảnh cáo mày, đừng cố cứu nó ra. Bọn tao đã bố trí thiên la địa võng ở đây. Chỉ cần mày dám động đậy khinh suất thì mày và con gái mày sẽ đều mất mạng. Bây giờ mày chỉ có một lựa chọn, đó là ngoan ngoãn đầu hàng, giao đế toại xương ra. Hoàng quân Nhật Bản bọn tao sẽ tha cho mày. Bây giờ tao đếm đến 3. Nếu mày còn trốn, bọn tao sẽ phế nó. 1 2 3. Nakajima,
Thẩm Anh Kiệt, bây giờ tao lại đếm đến ba. Nếu mày còn không ra, tao sẽ phế chân còn lại của nó. Một, hai, ba.